Rồi em xin chào tất cả mọi người ha Thì hôm nay nay là ngày Chủ nhật Và cũng là cái ngày nghỉ của từng bên gia đình ha Thì hôm nay là ngày 28 24 tháng 8 âm lịch mình ha Thì đầu tiên em cũng xin kính chúc tất cả mọi người ha Là có cái kỳ nghỉ Có cái ngày nghỉ vui vẻ bên gia đình ha Thì hôm nay em lên với cái tiêu đề Là thúc nụ mai vàng chơi Tết 2024 ha thì đối với những đối với những cái cây mà mọi người muốn chơi Tết trong thời điểm này mà nó chưa có đầu kim hoặc là nó cái nụ nó còn nhỏ hoặc là chưa có nụ chưa có nụ hoặc nụ còn nhỏ thì mọi người nên là can thiệp vào phân thuốc ha để mà mình có cây mai mà mình chơi Tết ha tại vì tính tới thời điểm này đến ngày lặt lá thì hồi nãy em tính ăn nói chung là em rảnh rảnh em ngồi em tính ăn thì nó khoảng 110 ngày 110 ngày nữa Tức là khoảng 3 tháng 20 ngày gì nữa là đến ngày lặt lá thì nếu mà tính theo tuần á, chủ nhật ha thì mọi người cứ đếm tới đi tính theo cái chủ nhật thì nó rất là nhanh tại vì những cô chú anh cho em mình làm công ty này nọ rồi ha đưa rước con đi học á thì tính theo cái chủ nhật thì nó còn khoảng 15 cái chủ nhật nữa 15 cái chủ nhật nữa là là đã đến ngày lặt lá rồi ha nó rất là nhanh tức là còn 3 tháng ấy chưa được 4 tháng thì trong thời điểm này mà đối với những cái cây mai mà nó chưa ôm nụ <laughs> chưa ôm nụ ha thì mọi người nên can thiệp nên thúc nụ cho nó chứ thôi là là là, là nó trễ ha nó trễ nó sẽ trễ ha thì em lấy ví dụ điển hình em lấy ví dụ điển hình em lấy cái cây này ra để mà em em làm nụ cho nó ha để cho mọi người xem tức là em sau này ha là những cái clip mà những cái cây mà nó thúc nụ thì em quay cái cây này để cho mọi người thấy ha là nó như thế nào ha thì hằng này cái cây mai này là cái cây mai bình định là cái clip mấy tháng trước em cũng đã có chia sẻ đến với tất cả mọi người rồi ha là em chỉ có một cây này thôi ha cây mai bình định mà chỉ có một cây mà em phục hồi mà nó bị tột nhựa ha tức là cái cây này lúc trước nó đã nó nó bị tột nhựa và em dưỡng lại em dưỡng lại ha em nuôi lại em mất cái thời gian của thằng này nè cái thằng này nè là em mất nó khoảng 7 tháng trời nó mới lên mầm 7 tháng rồi nó mới lên mầm hen thì nhiều người hỏi sao không dục bỏ luôn cho rồi mà để chăm chứ nó cực hen tại vì cái cái cây này nè cái thứ nhất á là nói chung là em về dáng thế thì nó cũng không đẹp đâu đế đấm nó cũng không có đâu ha thì nó được con cái là mặt bông cái mặt bông nó rất đẹp ha nó không phải là rất đẹp mà nó rất là có duyên tức là cái phơm bông phập bông nó không cái sai bông nó không bự cái sai bông nó không được bự ha nhưng mà nó được có một cái là nó có duyên nó cái 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 cái, cái cánh nó tròn nhưng mà nó xếp cánh ha nó xếp cánh rất là đẹp cho nên em thích cái mặt hoa cho nên em giữ lại chứ còn đối với những cái cây mà xấu xấu em bỏ luôn ha chứ bỏ một thời gian chi lâu nó cực nó cực mình lắm ha thì đối với cây này thì em quay để cho người tham khảo là hiện thời bây giờ chưa có gì hết nha nó chưa có đầu kim mà nó cũng nụ rồi nó cũng chưa ha thì lúc trước nó cũng có một số nụ một số nụ là nó nằm trong cái thân này ha nằm trong cái thân nhưng mà mà nó nở rồi ha nó nở nè đây nè cuốn bông này ha nó nở rồi nè ha thì cái cây mai này á là hiện thời bây giờ là nó chưa có nụ chưa có cái gì hết trơn ha chưa có gì để gọi là nụ này nọ rồi chưa tết ha tược ha tược này dẫn đi thì mọi người thấy cái tược này nè nó đi như thế này nè ha nó đi như thế này thì không bao giờ nó đóng đầu kim được ha từng người thấy là khi mà nó ra nó vừa ra nè tức là cái cây mình chăm lúc trước em đã lấy cái đọt thêm nè ha bây giờ là bắt đầu là cuối tháng này là bắt đầu em uh, xử lý nó ha thì mọi người thấy nè nó tức là đầu kim nó ra thì nó bắn đọt thì đối với những cái cây như thế này thì làm sao mà nó tạo được cái nụ để cho mọi người chơi tết ha thì cũng trong uh, mọi người cũng từ từ hang để em nói từ từ vô thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị em mình cũng có rất nhiều ha là có những anh em chăm cây không cứ thả tự nhiên thì đến tết nó sẽ có bông em đồng ý ha đúng nó đúng ha nói chung là những cái anh em đó là nói rất là đúng đúng ha nhưng mà chưa có đủ ha đúng nhưng mà chưa đủ ha tại vì đối với những cái cây thả mình can thiệp vào phân thuốc can thiệp vào phân thuốc ha thì đối với những cái cây này thì em chỉ cho nó đi đọt tức là em sử dụng hữu cơ. Hữu cơ ha, và hằng dưỡng rễ để em nuôi cái cây ha. Em nuôi cái cây, tức là em cho nó đi đọt, em không cho nó đóng nụ. Tức là nó vừa ra cái mắt kim như thế này. Thì em dập phân vô rồi ha, thì nó đã bắt đầu nó lên đọt. Thì lấy cái gì mà 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 có cái nụ đúng không? Còn đối với những cái cây mà chắc uh, có lẽ ha, là những cái cây đó là của anh em mình chăm uh, có thể là một là mai vườn, hai là mai mai trồng bồn ha, ở dưới đất á, mai bự thì nó sẽ có nụ ha, đó gọi nó sẽ có nụ. Nhưng mà mình can thiệp vào phân thuốc thì nụ nó sẽ nhiều hơn. Nụ nó sẽ nhiều hơn ha và nó đặc hơn, cái nụ nó sẽ nở nó sẽ đẹp hơn. Thì đối với những cái cây này thì em vô thẳng vấn đề là bây giờ là ha. Cuối tháng này là bắt đầu em sẽ xử lý nó một là mọi người xài phun qua lá có thể mọi người nói xem em dạy dòng nhưng mà em cũng giới thiệu trước để cho mọi người biết nó như thế nào một là phun qua lá 10 năm năm mười te cái loại này nó ghi là tưới gốc vẫn được ha nhưng mà em thấy phun qua lá nó sẽ hiệu quả hơn đối với với là là tưới gốc ha cái thứ nhất là 10 năm năm mười te là nội loại thằng này nè ha phun qua lá có sâu thì mọi người cứ cộng sâu có sâu thì cứ cộng sâu giúp em ha rồi một thằng không cộng dưỡng rễ ha, tức là thời điểm này không có cộng dưỡng rễ vô. Nếu mình phun qua lá mình không có cộng bất kỳ phân thuốc nào mà nó có cái, cái tính chất mà dưỡng rễ hay là kích rễ gì ha. Tại vì thằng kích rễ và thằng dưỡng rễ trong thời điểm này mình đưa vô nữa thì cái cây mai mình nó sẽ đi đọt tiếp. Nó sẽ đi đọt tiếp ha thì nó sẽ không làm nụ được. Rồi cái thằng phun qua lá là thằng này ha. Rồi thằng tưới gốc thì em vẫn xài thằng 3 số 17 để cho nó cân bằng cân bằng dinh dưỡng ha, nó cân bằng dinh dưỡng cho cây, tức là nó cân bằng cái hàm lượng NPK để nó giúp cái cây mình nó 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 nói chung là cho cái cạnh nó cứng cái thứ nhất, cái hai, cái hai nó cũng hỗ trợ lên đầu kim. Thì cái cây mai mà nó lên đầu kim được thì nó mới đóng nụ được. Còn đối với những cây mai mà nó đi bình thường nó không có không lên đầu kim thì làm sao mà mình cho nó đóng nụ được không đúng không? Thì thằng 3 số 17 em sẽ cộng với thằng 16 10 60 10 là phân NBK ha, phân dạng hột á để mà mình pha nước mình tưới ha. Một là thằng 3 số 17 cộng thằng 10 60 10. Còn hai là thằng 3 số 17 người cộng với thằng DAB. DAB thì cái hàm lượng nó lân nó vẫn cao ha, lân nó rất là cao ha. Tức là thằng DB nó là cái chỉ số BK nó hình như là 18 460 hay gì phải không? Em cũng nhớ 18 460 hay gì á. là một người cộng với hàng siêu lân. Siêu lân dạng bột hoặc là dạng nước à, siêu lăng dạng bọt hoặc là dạng nước nhưng mà trong cái thời điểm này em thấy là ba số 17 thì mọi người nên cộng với thằng 10 60 10 là phân NPK dạng hỏng em nếu có cộng dưỡng rễ tưới gốc thì mọi người chỉ cộng 10 10 g 10 g ha, là anh nào ba mờ thì tại vì tất cả mọi người chơi mà vàng đều xài anh nào ba mờ thì em nói thằng anh nào ba mờ đi ha tức là 10 g anh nào ba mờ Tại vì hàng liều lượng đúng, liều lượng đúng của hàng nào ba m nó là 40 g cho 20 lít nước. Thì bây giờ mình muốn cho cây mai mình nó phát triển nụ thì mình phải cắt thằng dưỡng rễ lại, giảm nó lại. Tức là em chỉ sử dụng 10 gram để cho nó duy trì nó nuôi bộ rễ để cho nó 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 hấp thụ phân ha, là 10 gram thôi. Hoặc là có thể là những cái cây mà của mọi người chung thì không cần cộng thằng dưỡng rễ trong thời điểm này. Mọi người lưu ý kỹ giúp em ha. Thì à, còn đối với phân cái liều lượng mà mình vô phân thì hàng 3 số 17 ha, 3 số 17 thì lúc này em giảm lại còn 20 gram Tức là cái đơn vị em đo cho là 20 lít nước ha, cho một thùng B á Tức là 20 gram hàng 3 số 17 Em cộng với thằng 10, 60, 10 Tức là, là thằng lân cao là 30 gram tức là 50 gram đúng không Hai thằng nó là tổng cộng lại là 50 gram tức là 30 gram 10, 60, 10 mình muốn làm đủ thì mình sẽ ưu tiên cái thằng lân cao tức là 10 60 10, 10 ha là 30 g và cộng 10 g anh nào ba m nào ba m ha 10 g nào ba m hoặc bỏ luôn nào ba m vẫn được ha thì mọi người cứ tưới tức là cái loại tưới gốc hồi nãy em cũng đã nói rồi mới nói rồi ha và cái loại phun lên tàn em cũng đã nói rồi luôn ha thì à, hàng tưới gốc á thì mọi người à, cử cách cử ha em nói cử ít cử em ví dụ là ngày mai là ngày 25 đi ha hoặc là cuối tháng gì đó ha cuối tháng đi cuối tháng hoặc đầu tháng thì mọi người tưới cái cử gốc phân gốc hơn tức là thằng ba số 17 với thằng 10 sáu mươi mười ha và thằng nào mà màu thì mọi người tưới vào gốc thì 10 ngày sau 10 ngày sau ha mọi người quay lại phun lên tàn phun lên tàn là cái thằng này cho em là thằng mười năm năm mười cộng te đi đúng liều lượng hoặc lỏng thôi ha chứ không cần phải đậm ha thì trong đây nó có ghi nè ha là liều lượng là 20 đến 30 gram là rồi cây bông qua cây cảnh hang liều lượng 2 đến 30 gram cho 16 lít nước thì mọi người lấy cái thằng 20 gram này hang làm chuẩn tức là mình lấy thấp thấp hơn nhà sản xuất một chút làm chuẩn hang rồi có sâu cộng sâu thì mọi người cứ đi lên phiên tưới gốc 10 ngày sau quay lại phun qua tàn và 10 ngày sau hoành lại tưới gốc 10 ngày sau hoành lại lên tàn đến khi mà cái nụ đến khi mà cái nụ hang rồi kết hợp luôn mình sau khi mà mình tưới gốc Và mình à, phun lên tàn Thì mình kết hợp Mình chặn đọt Bấm đọt nó luôn ha Bấm đọt đừng cho nó ra đọt nữa ha Để cho nó nuôi những cái nút kim bên trong Nó thành nụ Đến khi nào mà Sau khi mà mọi người tưới à, Đến khi nào mà cái cây mai của mình á Cái nụ Mọi người nhìn lại cái nụ ha Nó đã tượng lên như thế này Như thế này ha Nó tức là Nó đã hình thành nụ Thì lúc đó mọi người Bỏ thằng à, Mọi người bỏ thằng à, bỏ cái thằng là 10 năm 10 này ra ha và bỏ luôn thằng 10 60 10 mà mình tưới gốc ha thì trong thời điểm đó mọi người chỉ duy trì thằng 3 số 17 và cộng 3 số 17 thì lúc đó mình tăng lại là 40 g tức là thời điểm đó em gọi là thời điểm dưỡng nụ tức là bước sang tháng 10 hoặc là tháng 11 ha tại vì những cái cây mình làm trễ thì có thể nó sẽ bước sang tháng 11 nó mới lên nụ thì mình dưỡng nụ mình nuôi nụ thì cái thông thời điểm mà mình nuôi nụ á thì mình cộng là thằng 3 số 17 là 40 g và cộng là 10 g vẫn là 10 g nào 3M dưỡng rễ và tưới gốc còn phun qua lá. Phun qua lá thì lúc đó thời gian mình sẽ kéo dài thời gian mình phun ha. Kéo dài thời gian để mình cho cái cử phân mình kéo dài ra. Một ha là xài 3 số 17 còn tưới gốc ha là còn nếu mà mọi người không có xài xài 3 số 17 ha thì lúc đó mình tưới 15 năm 20. 15 năm 20 ha và cũng 40 g cộng thằng nào 3M. Để mình nuôi cái nụ nó ha Thì cử cách cử lúc đó mình sẽ kéo ra Là khoảng 15 ngày Tưới một lần 15 ngày tưới một lần ha Thì cho đến khi những cái nụ đó nó đã to Thì một người tưới 15 năm 20 15 năm 20 ha Thì em nói luôn về cái hàng 15 năm 20 15 phân nội ca 15 nè 5 và 20 15 này nó là đạm Nó là đạm ha Để mà nó, trong thời điểm đó Thì nó sẽ có đạm thì mình để mình duy trì Mình nuôi bộ lá nuôi bộ lá ha tức là mình nuôi bộ lá để cho nó không có bị rụng không có bị vàng quá ha tức là nó làm cho cái, cái, cây mai mình nó bộ lá nó nó quan hợp thì nó mới nuôi nụ được ha còn để mà cái, cái đá mình nó cái bằng nó muốn rụng luôn ha thì trong thời điểm đó thì rất là dễ bị nở sớm 15 năm thì trong thời điểm mà hằng nuôi nụ á thì năm thằng lân này nè trong thời điểm đó thì nụ nó đã lên rồi lân mình sẽ không còn không cần nữa ha và 20 đó hằng 20 cái chỉ số 20 nó sẽ quyết định cái nút nụ cho cây mai của mình tại hằng kali á nó rất là cao nó sẽ quyết định cái nụ nút nụ của mình nó có già đi hay là không nó có bự lên hay là không ha rồi nó có uh, nó tạo được là bông chùm nè ha rồi cái khi mà mình lặt lá cái cây mai mình nó nở ra thì cái màu vàng nó cũng sậm hơn ha cái cuốn bông nó cũng sẽ cứng hơn là cái yếu tố qua kali là của hằng 15 năm 20 hằng 20 kali á là cái yếu tố đó nó giúp cho cái nụ mai của mình nó là nở nó đẹp hơn ha màu đẹp hơn cuốn bông nó cũng cứng hơn ha nó cũng đỡ rụng hơn đỡ rụng thôi ha rồi thì clip này ha em cũng nên khuyên mọi người nên xem lại cái mai của mình đối với những cái mai mà nụ nhỏ thì bây giờ mình nên thúc hoặc là chưa nụ thì mình nên thúc trong thời điểm này ha chứ đừng có để bước sang tháng 9 hoặc là giữa tháng 9 thì mình làm nó sẽ trễ ha nó sẽ trễ thì những nút nụ đó đến tết nó sẽ nở không được đạt ha thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người ha hẹn mọi người clip sau ha